và free ship à 580 ngàn thôi. Mẫu đầm này và free ship giao hàng đến tận nhà. Bình thường các chị yêu ra ngoài mình mua một cái em đầm hàng thiết kế các chị yêu nha là 1 triệu mấy một đầm. Ngày hôm nay các chị đặt hàng trên line của Dori em đầm thiết kế DP106 này chỉ có 599 ngàn đồng thôi mọi người ơi, vừa rẻ vừa đẹp mà lại còn vừa sang nữa. Để em cho chị yêu mình đứng xem hết cái dáng đầm các chị yêu nha. Đây là toàn bộ dáng đầm cho em nè. Đó, em may các chị yêu mình sẽ là dáng đầm dài qua gối nha mọi người, và form đầm sẽ là dạng váy xòe cho nên là khi các chị mặc lên á mình sẽ thấy là không có bị lộ khuyết điểm đâu ạ. Các chị mặc lên rất là thoải mái và đằng sau Dori sẽ có làm thiết kế khóa kéo cho mình các chị nha. Rất là nhiều chị nhìn ngang qua em này sẽ nghĩ đây là một em áo thiết kế rồi, nhưng mà không, Dori đã may liền cho chị yêu mình luôn, áo hai lớp, chân váy cũng sẽ là hai lớp cho chị yêu mình luôn. DP cho em là 106 và kèm ngay số điện thoại trong khung giờ livestream. Chỉ có ở giờ live thì mình mới có cái giá này thôi, còn ngoài khung giờ livestream mọi người sẽ không có mức giá sale này đâu các chị yêu nha. DP 106 và kèm với số điện thoại là có đơn hàng các chị yêu nhá. Em cảm ơn chị Thu Trương đã vào xem livestream của Dori. Chị Thu Trương thấy em đầm này có xinh không ạ? Ok nha chị yêu Lam Vân lấy đầm DP 106 nè, chốt cho chị yêu Hòa Thị một đầm DP 106 nha, chốt cho chị Nguyễn Mai lấy đầm DP 106 đẹp quá. Mọi người ơi, đầm này quá là sang luôn. Thật sự với các chị yêu mình mà 580 ngàn không mua em đầm này rất là tiếc các chị yêu nha. Dạ rồi, em chốt cho chị Hương Vũ lấy đầm DP 106 nha, 580 ngàn và free ship giao hàng đến tận nhà nha chị ơi. Nghe máy xác nhận đơn hàng giùm bên em. Dạ rồi, em cảm ơn chị yêu Kim Chi nè. Hoa này nổi bật đẹp quá. Cái mẫu đầm này em phối cho chị yêu mình phối vải. Phối vải cho chị yêu mình rất là hợp lý luôn nha. Mọi người có để ý không? Cái phần áo này nó sẽ là tông màu kem, em chọn là màu kem. Cho nên là cái phần chân váy nè, em kiếm cái nền màu kem và cái hoa lên màu vàng để nó nổi bật hơn các chị yêu nha. Ở bên trong đầm em cũng làm lót cho chị màu kem luôn, cho nên là các chị sẽ nhìn cái đầm này á, tổng thể nó rất là hài hòa với nhau. Và các chị thấy là tông màu kem này mà mặc đi công sở thì nó rất là nhã nhặn và nhìn nó sang trọng các chị yêu nha. Mọi người ai chốt DP 106 này nhớ kèm số điện thoại giúp em nha, có 580 ngàn một em đầm liền bét lâm quá xuất sắc luôn á. Và đầm này chị nào 75 kg đổ về là vừa. Đối với những chị nào có khuyết điểm phần bụng là nên có em đầm này các chị yêu nhá, bởi vì nếu như mà mình có bụng mà mình mặc những cái đầm bét lâm như thế này thì nó sẽ giúp cho chị yêu mình che bụng rất là tốt luôn. Trời ơi sang quá mọi người ơi, đầm này mà chị nào bỏ qua thì sự rất là tiếc. Đằng sau nè, mọi người đi ra ngoài những cái thương hiệu á là những cái dạng mã đầm mà bét lâm như vậy giá là 1 triệu mấy không mà các chị yêu ha. Trên livestream của Dori ngày hôm nay Dori sale 580 ngàn và Dori free ship giao hàng cho chị trên toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Phần tay em sẽ làm dáng tay cánh tiên và che hoàn toàn khuyết điểm bắp tay to. Bên dưới dáng váy thì sẽ là có phối họa tiết hoa 3D cho chị yêu mình các chị yêu nha. Màu kem có size S, có size M, size L, size XL đến 4XL và 75 kg đổ về là vừa. 580 ngàn mẫu đầm này thôi. Cảm ơn chị yêu Hương Vũ nha. À, chị lấy một cái size L nhé. Dạ em ok chị Hương Vũ nè. Chị Hương Vũ lấy một cái size L giá là 580 ngàn. Nghe máy xác nhận đơn giúp em nha chị yêu ơi. Em cảm ơn chị Hoàng My lấy đầm DP 106. Cảm ơn chị yêu Nguyễn Mai đẹp quá em ơi. Cái đầm này không kén tuổi nha các chị ơi, chị nào mặc cũng được hết. Các chị công sở mặc được, các chị trung niên mặc cũng được, cho em đảm bảo các chị nhận được hàng sẽ rất là thích. Bởi vì là vải này em làm bằng chất liệu là von lụa và hai lớp, cho nên là vải lên cho chị yêu mình rất là dày dặn luôn. Size S, size M, size L, XL đến 4XL luôn các chị nha, 75 kg đổ về là vừa. Cái áo đẹp quá này các chị nè. Đó, mọi người thấy cái áo màu kem không? Nó sang và mặc lên cho em thì nó không có lộ bụng luôn đó mọi người ơi. Đằng sau nha, đằng sau có làm khóa kéo nè. Ở chân váy thì cũng sẽ có là màu kem kết hợp với lại hoa vàng. Cái dáng váy của nó sẽ là váy xòe như thế này các chị ha. DP cho bên em là 106 nha mọi người. Rồi bây giờ Dori qua mẫu các chị nha. Chị nào chốt đơn thì ghi là DP 106 kèm với số loại. Mọi người chú ý điện thoại nghe máy xác nhận giúp cho Dori nha. Sẽ có nhân viên của bên em gọi điện chốt đơn. Nếu như mà chị yêu nào mình có thấy số lạ gọi tới, các chị yêu hãy nghe máy và xác nhận đơn hàng giúp cho Dori. Còn bây giờ Dori sẽ qua mẫu cho chị yêu mình luôn. Mọi người ơi, ai đang coi livestream chấm bài tương tác trên live giùm em. Bây giờ thì em sẽ đi thay mẫu các chị yêu nha. Đầm em mặc đây sẽ là DP 106 kèm với số điện thoại các chị nha. Mọi người đợi em tí xíu, em sẽ qua ngay mã mới cho mình. Các chị nào mới vào coi like thì chấm bài trên like, thả tim, thả like lên giúp cho Dori với các chị yêu nha.
Dạ rồi mọi người ơi, bây giờ em qua mẫu nha. Đẹp quá em ơi, cảm ơn chị Nguyễn Mai. Cảm ơn chị Nga Phan nha. Bây giờ em sẽ qua cho chị yêu mình một em đầm Messi nha mọi người ơi. Cái mẫu đầm Messi này là Dory mới về nhá, DP103. Chị yêu nào mà chuẩn bị đi du lịch, chị nào chuẩn bị đi biển là phải có ngay một em đầm Messi ở trong tủ đồ, thì các chị không thể bỏ qua mẫu đầm này đâu ạ. Và cái tông màu hôm nay mặc đây nhá, chị yêu mình sẽ là tông màu xanh ngọc nha các chị ơi. Rất là xinh. Mã đầm em mặc đây là DP103. Em cho chị Nga Phan một đầm DP106 580 ngàn nha. Đây mọi người ơi, đây là một cái mã Messi hoa với thiết kế lên cho chị yêu mình đó là tông màu xanh ngọc. Và các chị có để ý cho bên em là cái mẫu đầm này á, cái tông màu lên của nó sẽ là tông màu phối các chị yêu nha. Giữa màu gam màu nhạt nè, với lại gam màu đậm nè, rồi gam màu nhạt, gam màu đậm và bên dưới sẽ là hoa. Đó, các chị nhìn thấy không ạ? Rất là xinh cho mình ạ. Chị yêu nào mọi người vào coi livestream ngày hôm nay nhanh tay để lại comment các chị yêu nha. Mã số sản phẩm của em đang mặc bên cho mọi người đó là mã đầm DP cho bên em là 103 và kèm với số trên livestream. Mọi người ơi, đầm DP 103 này hôm nay Dori sẽ có cho chị yêu mình là hai tông màu. Thứ nhất là gam màu em mặc sẽ là gam màu xanh và em có cho chị yêu mình đây là gam màu đỏ các chị yêu nha, một là gam màu xanh, hai là gam màu đỏ. Trời ơi, màu đỏ nó đẹp quá luôn đó mọi người ơi. Màu đỏ này mặc lên rất là sang luôn các chị yêu nha. Và các chị coi gần lại giúp bên em nè. Đây là cái tông màu gọi là tông màu đỏ đô. Màu đỏ đô và nó sẽ kết hợp với chị yêu mình là họa tiết hoa 3D nữa. Các chị coi dưới phần chân váy giúp bên em các chị yêu nha. Mọi người xem giùm bên em mã số sản phẩm em đang cầm trên tay đó chị yêu mình. Đó là DP cho em là 103 và kèm với số điện thoại các chị nha. DP 103, họa tiết hoa lên cho chị yêu mình đây sẽ là họa tiết hoa văn 3D và cái hoa văn 3D này lên nó cực kỳ là sắc nét luôn. Cái form đầm em sẽ may cho chị yêu mình là có khóa kéo các chị nha. Ở đằng sau đầm sẽ may thiết kế là có khóa kéo nè. Ở đằng trước thì sẽ là dáng cổ tim cho mình và ở đây em sẽ làm có đính nút ngọc trai cho chị yêu mình nữa. Và đối với em đầm DP103 này, Dori có size S, có size M, có size L, XL đến 4XL, 75 thì đổ về là vừa giá em đầm này chỉ có 580 thôi mà là đầm Messi các chị yêu nha. Đẹp lắm mọi người ơi, các chị coi giúp em nè. DP103 kèm giới thoại. Hôm nay chị nào vào coi livestream chốt ngay trên live giúp bên em giá sale là 580 ngàn đồng mẫu đầm này. Cái vải em làm sẽ là vải hai lớp và các chị để ý nha, cái chất liệu vải này nè, nó sẽ có họa tiết hoa 3D là những cái đường vân vẽ cho chị yêu mình nha. Mọi người ở đây nó sẽ có những cái đường hoa văn vẽ lên cho chị yêu mình rất là sắc nét. Còn bên dưới nè, cái phần chân váy thì họa tiết hoa lên cho chị yêu mình là họa tiết hoa 3D. Nhìn nó giống như là một bức tranh luôn đó mọi người nha. Nhìn giống như là một bức tranh cho chị yêu mình luôn, rất là đẹp. Mã số này của bên em các chị có thể mặc đi tiệc hoặc là các chị có thể mặc đi du lịch cũng được các chị yêu ha. Rồi mọi người ai vào xem livestream rồi thì chốt đơn trên live giúp bên em nhá. Đầm này là đầm dài nha mọi người, màu lên rất là thức tha luôn á. Cái tông màu của em đang mặc đây sẽ là tông màu xanh. Màu xanh này thì cực kỳ là ngọt cho chị yêu mình luôn. Đằng sau em có làm quả kéo nè. Mọi người thấy cái dáng đầm lên cho em không? Rất là thức tha và nữ tính nha. Đối với em đầm DP103 này, Dori may 2 lớp. Ở bên ngoài sẽ là chất liệu vải von lụa và bên trong đầm em sẽ làm lớp lót cho chị yêu mình luôn. Phần tay thiết kế sẽ là dáng tay ngắn và có bồng nhẹ che được khuyết điểm bắp tay to. Giá chỉ có 580 ngàn thôi các chị yêu nha và free ship giao hàng trên toàn quốc. Em cảm ơn chị Phạm Thanh Tú lấy đầm DP103 nha. Cảm ơn chị yêu Thanh Thanh lấy đầm DP103. Dạ rồi, cảm ơn chị yêu Nga Phan lấy đầm DP103. 70kg có size không, có size chị không? Dạ có nha chị ơi. Đầm này Dori có size tới 4XL là tới 75kg luôn. Cho nên là chị yên tâm là sẽ mặc vừa nha chị nhá. Mọi người ai mà mình mua cái em đầm này đều có size từ 75kg đổ về là vừa. Đây các chị nhìn cái hoa văn ở trên đầm giúp bên em nha. Hoa văn 3D. Rồi có thêm một cái hàng đính nút ngọc trai giúp chị yêu mình nữa. Rất là xinh luôn. Và form đầm mọi người thấy nè, mặc lên thì nó sẽ không có bị lộ bụng các chị yêu nha. Đẹp quá. Wow. Rồi cái đầm này mặc lên nó sang lắm mọi người ơi. Cho nên là chị yêu nào vào coi livestream thì chốt ngay ở trên livestream giúp em. Mình đi biển mình mặc cũng được, mà mình đi tiệc mình mặc cũng được các chị yêu nha. Đầm này có thể là mang đi biển hoặc mang đi tiệc cho em, rất là xinh luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ qua mẫu các chị yêu nhé.
Chị nào mọi người vào coi livestream, comment ở trên like là DP103 và kèm số thoại giúp em. Bây giờ Dori sẽ qua mẫu các chị yêu nha. Các chị yêu nào vào xem live đợi em một tí xíu, em sẽ đi thay mẫu mới. Các chị chấm bài tương tác lên giờ lên livestream giúp cho Dori với nha. Em qua mẫu đây, mọi người đợi em một tí xíu ạ. Dạ rồi các chị yêu ơi, bây giờ Dori sẽ qua mã mới nha mọi người. Chị nào vào coi livestream thì nhanh tay đặt hàng giúp bên em nè, lên mẫu em ơi. Dạ ok chị Thanh Tú, bây giờ em qua mã mới cho mình luôn. Bây giờ Dori sẽ lên cho chị yêu mình một em đầm dáng váy suông các chị yêu nha. Và cái tông màu của em mặc cho chị yêu mình ngày hôm nay sẽ là tông màu xanh. Đem cho chị yêu mình coi cái vùng đầm các chị yêu nha, đẹp mà. Mà sản phẩm hôm nay Dori muốn giới thiệu đến cho chị yêu mình sẽ là một em đầm chất váy lụa tắc ta pháp. Đây là một dòng váy lụa nhập và cái chất này nó sẽ không nhăn các chị yêu nha. Mọi người nhìn vùng đầm lên cho em nè mọi người, rất là đẹp luôn. Đầm em đang mặc đây cho mình đó là đầm DP cho em là 075 và kèm với số điện thoại nha. Đầm này là DP075 kèm số lại trong khung giờ livestream. Cái gam màu ngày hôm nay Dori mặc đến cho chị yêu mình đó là gam màu xanh và có kết hợp cùng với họa tiết hoa 3D, đẹp quá đúng không ạ? Mã đầm này là DP075 nha các chị yêu nha, kèm số trên livestream. Trời ơi sang quá à. Cái này mà đi chơi hay là đi công sở cho bên em là xuất sắc luôn đó các chị yêu nha. Đối với em đầm DP075 này á, đây sẽ là một em đầm dáng của nó sẽ là dáng bút chì. Mẫu đầm này được thiết kế mặc may lên cho chị yêu mình á, đầu tiên là có chiếc ly eo các chị yêu nha. Đầm này được may thiết kế là có chiếc ly eo cho nên là mọi người mặc lên nó sẽ là ôm ngay ở phần eo cho chị yêu mình. Và form đầm sẽ là đầm dáng váy suông chân ở bên dưới á, thì nó sẽ là hơi suông nhẹ cho nên nếu như mà chị nào có bụng thì các chị mặc lên nó cũng sẽ không lộ bụng mọi người nha. Em có may cho chị yêu mình ở đây là những cái đường chiếc ly eo cho nên là mọi người mặc lên sẽ rất là thoải mái và không có lộ bụng đâu ạ. Chiều dài của đầm sẽ là đầm dài qua gối nha mọi người. Hôm nay chị nào vào coi livestream chốt đơn đầm này comment giúp em là DP cho bên em là 075 và kèm với số loại. Mọi người đầm này Dori sale 549.000 đồng, vừa rẻ vừa đẹp mà lại còn vừa sang nữa. Đầm sẽ lên họa tiết hoa 3D các chị yêu nha. DP075 kèm với số giúp bên em. Cái vải mà lụa tắc ta pháp này nói thiệt là mặc lên rất là thích luôn. Đầu tiên đây sẽ là một cái chất liệu vải không nhăn các chị yêu nha, cho nên là mọi người mặc lên nó sẽ rất là thoải mái và mặc lên rất là mát và mềm cho chị yêu mình luôn. Khi mà các chị mặc cái đầm DP075 này là các chị không cần phải là ủi gì hết trơn á. Cái vải của nó vẫn rất là thẳng và mượt cho mọi người nhá. Họa tiết lên sẽ là họa tiết hoa 3D nổi bật cho mình. DP075 và kèm với số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Các chị mang cái mẫu này mà đi công sở cho em, vừa đơn giản vừa lịch sự mà lại còn rất là nổi bật nữa. Màu xanh này thì mặc lên da rất là trắng da các chị yêu nha. Hôm nay chị nào vào coi livestream rồi đặt hàng trên live giúp bên em. Mọi người ơi, các chị comment cho em là DP075 nha, kèm với số điện thoại là sẽ có đơn hàng thành công. Ở đằng sau thì Dori sẽ có làm khóa kéo cho các chị yêu mình. Và đằng sau thì bên em sẽ có thiết kế là phối xẻ cho chị yêu mình nữa. Cho nên là mọi người mặc lên rất là thoải mái. Đây là dáng nghiêng của đầm nè mọi người thấy không? Mặc lên một cái đầm mà dáng bút chì, nhưng mà các chị sẽ thấy là nó rất là tôn eo và tôn vòng ba cho mình luôn. Em cực kỳ thích những cái đường ly ở đây các chị nha. Nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà rất là tinh tế. Và mình mặc cho em lên là sẽ không có thấy bụng luôn à. Đó, chị nào 75 kỳ đổ về là vừa em đầm này. Vải lụa tắc ta pháp không nhăn các chị nha. DP075 kèm với số trong khung giờ livestream. Mọi người ơi, hiện tại mẫu đầm này Dori đang free ship giao hàng cho chị yêu mình trên toàn quốc luôn. Cho nên là chị yêu nào mọi người vào coi livestream chỉ cần comment giúp em
DP075 kèm với số thoại là sẽ có đơn hàng 549.000 đồng nè, được miễn ship giao hàng đến tận nhà, được hỗ trợ đổi size nếu như không mặc vừa và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn. Cho nên là em đảm bảo nhé, trên line lifestyle ở ngoài y như vậy luôn nha mọi người ơi. Ở ngoài đẹp hơn trên line, em nói thiệt luôn là các chị mua ngay cái chất Tara Pak này đi. Mùa hè mà các chị mặc cái chất này là các chị bị mê, bị ghiền luôn ấy. Bởi vì cái chất lụa Tara Pak này nó không nhăn và mặc lên nó thoải mái lắm các chị ơi, siêu thích luôn nha. DP075 và kèm với số điện thoại là sẽ có đơn hàng 549.000 đồng một đầm thôi ạ. Và miễn ship giao hàng ở trên toàn quốc các chị yêu luôn. Các chị yên tâm là mua về mặc chật mặc rộng, nhắn tin là Dori hỗ trợ đổi size nha. Hiện tại đầm này em cao 1m60 và em mặc cho chị yêu mình đây là mặc dài qua gối các chị yêu nha. Đầm này Dori mặc là em mặc đây là dài qua gối cho chị yêu mình. Và phôn đầm là đầm dáng phôn suông, mặc lên rất là tôn dáng. Mặc lên nhìn cái người mình nó thanh mảnh hơn nè, nhìn người mình nó gọn hơn. Và cái gam màu xanh cùng với cái họa tiết này của bên em thì rất là nổi bật các chị nha. Không phải là khi nào cũng có cái vải này đâu. Cái đầm vải lụa Tata Pháp là dòng vải chất nhập, cho nên là nếu như mà hết hàng là bên em sẽ hết luôn, không về thêm vải được nữa. Các chị nhìn cái màu hoa đi, rất là sang các chị yêu nha. Và lên da rất là trắng da. DP075 nha mọi người, 549.000 đồng thôi nhá. Các chị đặt hàng thấy số lạ gọi tới thì nghe máy xác nhận giùm em. Rồi mọi người ơi, bây giờ em sẽ đi thay mẫu các chị yêu nha. Mọi người ai vào coi live stream rồi nhớ đặt hàng trong live giúp em. Bây giờ thì Dori sẽ qua mẫu mới các chị nhá. Sau đó thì em sẽ quay trở lại trong live stream tiếp theo. Các chị vào coi live sau giúp cho Dori với nha mọi người ơi. Em sẽ quay trở lại liền nha. Cảm ơn các chị yêu mình, em sẽ quay trở lại liền ạ. À.